Xin kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất gói 10.000 tỷ đồng hỗ trợ lâm nghiệp thủy sản. Sử dụng tài khoản định danh điện tử làm thủ tục lên máy bay và khám chữa bệnh. Không đăng ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm chức năng có tác dụng điều trị bệnh. Hà Nội quy rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ giải ngân đầu tư công. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình giải pháp miễn giảm, giãn hoãn gia hạn thuế, phí lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước, nghiên cứu đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tín dụng chủ động, hiệu quả, phù hợp để cung cấp vốn tín dụng, tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất vay để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Hướng tín dụng và sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên bao gồm thủy sản, lâm sản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản, gỗ và lâm sản tiếp cận vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội thúc đẩy sinh kế cho nông ngư dân. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi, nghiên cứu và đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản trong tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc triển khai thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEID. Như vậy, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID thay thế cho căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng này như là giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế và sử dụng để lên máy bay. Theo đó, để đảm bảo xác thực tính chính xác, khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thay thế giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID, Bộ Công an thông báo đã cập nhật tính năng kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị trực tiếp hướng dẫn cán bộ, người dân thực hiện theo quy định trên. Ứng dụng định danh điện tử VNEID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư của Bộ Công an Việt Nam phát triển, cung cấp các tiện ích trực tuyến cho người dân trên môi trường điện tử. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo bổ sung quy định về chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc thì không phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Bổ sung hai trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, cụ thể là đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu đến từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó. Không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế. Không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hay nêu ý kiến của người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Thưa quý vị, công văn số 1136 nêu rõ căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 08 CTTTG. Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại và hạn chế, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp thành phố và cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao. Đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá và xếp lại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại quyết định số 41
ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan và đơn vị tập trung triển khai thực hiện kế hoạch số 94 của Ủy ban Nhân dân ngày 20 tháng 3 năm 2023 về thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó đạt được mục đích và yêu cầu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công toàn thành phố đến hết tháng 6 năm 2023 sẽ đạt 40-45%, phấn đấu kết quả giải ngân năm 2023 đạt 95-100%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống @gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!